Để cái tâm ở giữa nghe. Nó khô ra luôn. Do giấc ngủ nó khô nên lắc lỗ rồi đấy. Da khô. Nghe này chị Lý bị căng ngay hả chị? Chị Lý á? Hả? Chị Lý xin bị căng ngay à? Hả? Thì là ngay nó chỉ lý sinh được cái ngay. Vì không có ai giữ con á. Nó hiện đang làm cho khách bên đó đúng không? Dạ đúng rồi. Bên hai đại hai. Nó chuẩn bị có một giường nữa. Hồi nãy em qua là ai xong rồi? Em chưa thấy ai xong hết.
5 phút ha. Cái máy nó rửa hả? Dạ, 5 phút là 10 phút ha. Hồi được ai em biết á, còn 10 phút tao nói lâu rồi. Nó mà mày chưa hết, chưa tắt đèn. Dễ rồi. Nhưng làm xong chưa? Dạ, làm xong rồi chị. Xong rồi em tháo mặt lên liền. Có mấy khách chờ nữa. Lì kinh khủng. Để có con ý tắt đèn chị em ơi. Chơi găm đi lại cái chị ơi. Không tắt được đèn. Dạ.